Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review sách của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đọc về cuốn sách Jeff Bezos và kỷ nguyên Amazon. Và hôm nay là video thứ hai rồi. Trong video thứ hai này thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc 100 trang sách. Sau đó thì sẽ review một chút về tiểu sử cũng như nội dung 100 trang sách này. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ tìm ra một số ý kiến lược về marketing, về kinh doanh, về tài chính, về chiến lược nhân sự. Những cái chiến lược này đã giúp cho Jeff ứng dụng những cái chiến lược này vào trong Amazon của mình để cho Amazon bây giờ thành một doanh nghiệp có giá trị hàng 1.900 tỷ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ rút ra một số bài học. Một số bài học này thì sẽ có thêm một số phần ứng dụng của mình vào trong công việc của mình hiện tại. Và mình sẽ tổng kết lại một chút những cái thứ mình đã đọc được trong cuối video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với buổi review hôm nay nhé. Và phần 1 của video sẽ là review một chút về nội dung 100 trang sách. Và 100 trang sách mình đọc thì bắt đầu từ cái phần nó là giấc mơ phát sốt, và trong cái phần 4 của chương, cái phần chương 4 của phần số 1. Và đến đây thì nội dung của chương này thì là khi mà Jeff Bezos đã bay đến Boston để tham gia thuyết trình tại trường đại học Harvard. Tại đây thì Jeff đã gặp một số những cái câu hỏi khá là hóc búa của các sinh viên. Họ muốn một số những cái phỏng vấn thì họ muốn rằng Amazon thì nên chỉ là, và họ khuyên rằng là Amazon lúc đấy chỉ là một những cái nhà bán lẻ truyền thống nhưng đang muốn lấn sân sang cái mảng kinh doanh trực tuyến. Và họ khuyên rằng là ông nên bán cho công ty Bain & Noble, là một công ty về cùng cạnh tranh về thị trường sách mà mình đã nói video trước. Và đến đây thì Jeff nhận thấy với Amazon, mà lúc đó thì Jeff vẫn kiên trì với cái câu trả lời của mình. Và Jeff nhận thấy Amazon là cần phải mở rộng ngay sang lĩnh vực phân phối sản phẩm mới, bởi vì trong tâm trí khách hàng thì hiện tại Amazon vẫn gắn liền với thị trường sách thôi. Nhưng mà để đạt được điều này thì Jeff cần phải lên một kế hoạch về 5 năm doanh thu. Nhưng mà thực tế thì để phân nhân nhóm sản phẩm mới và xây dựng nhà kho thì Amazon không chỉ cần kế hoạch mà cần thêm cả vốn nữa. Và lúc này thì Amazon đã huy động được $326 triệu thông qua phát hành cổ phiếu có mức rủi ro cao. Và Amazon tiếp tục huy động được $1.2 tỷ thông qua cái vụ chào bán chuyển đổi nợ. Và cái thông điệp của năm 1998 lúc bấy giờ với Amazon đó chính là họ muốn vị trí dẫn đầu thị trường càng ngày càng mạnh của cái mô hình ngành kinh tế trong, và cái họ muốn việc thống lĩnh thị trường trở nên có thể hiểu trực tiếp thành đó là doanh thu cao hơn, lợi nhuận cao hơn, quay vòng vốn hơn, lớn hơn, và đương nhiên lợi nhuận cao trên vốn đầu tư cao hơn. Thì đó chính là một số những cái thông điệp mà Amazon đưa ra vào khoảng thời gian năm 2000, khoảng thời gian năm 1998. Và nội dung một trong trang sách này thì đang giới thiệu ra cái vấn đề đó chính là trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến 2000, đó là thời kỳ nở rộ của bong bóng.com. và lúc này thì Amazon phát triển rất là nhanh. Amazon phát triển nhanh đến mức là họ mở thêm rất nhiều những cái trung tâm phân phối sản phẩm của mình, và Amazon thậm chí còn đến gặp Google. Và lúc này nói với CEO của Google rằng là thậm chí lúc này Amazon, Jeff Bezos là CEO của Amazon còn đầu tư vào Google với tư cách cá nhân, và ông lập luận rằng là và lúc này thì Google rất là muốn cái sự đầu tư của Jeff Bezos, bởi vì Google lập luận rằng là nếu mà có sự hiểu biết chuyên sâu trong ngành và danh tiếng nổi tiếng của Jeff Bezos thì có thể là công ty non trẻ sẽ hỗ trợ công ty non trẻ của họ, và Jobs là trở thành một trong những nhà đầu tư sáng lập của Google. Và đến đây thì Amazon đã mở rất nhiều những ngành hàng, ví dụ như là vào năm 1999 thì họ mở rộng ra ngành hàng đồ điện tử và đồ chơi, nhưng mà thực tế cũng có gặp một số những cái trở ngại nhưng mà Jeff Bezos đã giải quyết đó. Và đến đây thì Jeff Bezos đã đề ra giá trị cốt lõi của công ty Amazon. Amazon thì hướng tới 5 giá trị cốt lõi và viết chúng lên những cái tờ bảng trắng trên phòng họp. Và cụ thể 5 giá trị đó, đầu tiên đó là khách hàng đứng đầu, tiết kiệm, hành động nhanh chóng, sở hữu và tiêu chuẩn tuyển dụng cao. Thì đó chính là những cái giá trị cốt lõi của nó, của Amazon. Thực ra thì đến năm 1999 thì thực tế là Amazon có gặp vấn đề, bởi vì các nhà đầu tư nhận ra rằng cổ phiếu của cái công ty bán sách này bắt đầu có vấn đề. Và tháng sau thì Amazon công bố lợi nhuận hàng quý với những con số tăng mạnh, có doanh thu tăng mạnh nhưng mà có lỗ lớn. Và lần này thì phản ứng của các bên thì trầm lắng hơn, và cổ phiếu Amazon đã lúc này giảm một đôi chút. Và lúc này thì hội đồng quản trị của Amazon tin rằng là Jeff Bezos sẽ cần một người điều hành, chứ không phải Jeff Bezos hiện tại đang là kiêm nhiệm chức vị chủ tịch của hội đồng quản trị và CEO của công ty. Và giám đốc điều hành mới mà họ tìm được, họ tuyển dụng được đó chính là Joe Galli, là một người bán hàng tham vọng và có vẻ hơi khoa trương, đến từ công ty Black & Decker.
Và bước qua năm 2000, năm 1999 thì có một số những cái thay đổi, nhưng đến năm 2000 và 2001 thì bong bóng .com mạnh vỡ, và lúc này thì Amazon trở thành con nợ nhiều được nhiều người biết đến khi mà bong bóng .com mạnh vỡ. Nhiều nhà đầu tư thì công chúng nói rằng nhân viên đã cảm thấy là không còn có tin tưởng và yêu mến Jeff Bezos nữa. Và đến đây thì Amazon vẫn sống sót, và bong bóng .com vỡ thì Amazon vẫn sống sót, và đến đây thì nhận ra rằng là Amazon sống sót được là vì họ đã kết hợp ba yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó là sự thuyết phục, yếu tố thứ hai đó là sự ứng biến, và yếu tố thứ ba đó chính là sự may mắn. Và trong cái thời điểm khó khăn này, thậm chí Amazon vẫn còn có thể huy động được 620 triệu đô la trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài. Và đợt này thì trường chứng khoán thì đã diễn biến khá là khó, và cái việc mà kêu gọi vốn cũng rất là khó. Nhưng thực tế cái khoản huy động được 672 triệu đô la này thì đúng là một cái khoản gần như là chắc chắn đã cứu Amazon khỏi cái bong bóng .com. Nếu không có khoản đầu tư này thì chắc chắn Amazon đã bị phá sản trong cái thế kỷ năm 2000-2001. Và trong 2 năm hỗn loạn đấy thì Jeff cần phải làm gì? Thì câu trả lời đó là Jeff thực hiện cái tái định hướng phát triển Amazon trong cái giai đoạn điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng. Trong thời gian này thì ông đã gặp gỡ hai nhà bán lẻ huyền thoại, và người đã giúp nỗ lực thực hiện cái chiến lược cạnh tranh duy trì giá thấp trên tại mọi thời điểm trong năm. Cụ thể là như thế nào những cái chiến lược đó thì mình sẽ review trong cái phần 2 của video này. Phần 2 của video này đó chính là phần những cái chiến lược mình rút ra được. Ngoài ra thì cái nội dung của một trang sách mình đọc còn có thể đang hướng tới một số vấn đề là chiến lược, những cái chiến lược về làm cách nào Amazon có thể có được những sự trung thành của khách hàng này, và một số những cái ý tưởng, những cái sáng tạo của Jeff khiến cho Amazon trở thành một không Amazon đang định hướng dần dần là không chỉ còn một công ty bán lẻ nữa, mà công ty đa ngành bán tất cả mọi thứ trên internet. Phần cuối của một trong các sách mình đọc thì đó là chính là những cái phần ảnh hưởng của tuổi thơ của Jeff nên con người Jeff, và ông đã hình thành như nào, và tuổi thơ của Jeff thì cũng khá là trắc trở khi Jeff được mẹ sinh ra khi mẹ Jeff mới có 17 tuổi. Và Jeff thì sống với cả cùng ông bà ngoại, và nhưng mà ông tỏ ra là một người thông minh từ nhỏ, và đó cũng là một số những cái tính cách nó đã in sâu vào trong tâm trí. Đến khi lớn lên thì Jeff là một người có tính cách khá là nóng tính. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần 2 của video. Phần 2 của video này thì mình đã tìm ra một số chiến lược. Ví dụ như chiến lược đầu tiên mà Jeff ứng dụng vào đó chính là marketing. Chiến lược marketing mà Jeff sử dụng đó chính là chiến lược truyền miệng. Jeff Bezos thì thấy rằng là quảng cáo truyền miệng sẽ đưa khách hàng đến với Amazon nhiều hơn. Và ông muốn chi tiêu vào marketing tiết kiệm để nâng cao trải nghiệm của khách hàng và nhanh chóng đẩy được cái bánh xe đà. Bánh xe đà là gì thì các bạn có thể đọc ở trong cuốn sách này. Và chiến lược thứ hai mà mình tìm ra được đó chính là chiến lược về hợp tác, chiến lược về sản phẩm, chiến lược hợp tác win-win. Tức là nếu mà ví dụ mà có ai muốn tìm cái kỳ nghỉ trượt tuyết trên AOL.com thì họ sẽ nhận được một cái đường dẫn về những cái cuốn sách liên quan đến trượt tuyết Amazon. Cái chiến lược này đó chính là khi mà Amazon hợp tác với những trang tìm kiếm lớn nhất hiện tại. Và ngoài ra thì còn mình có phát hiện một chiến lược, đó là chiến lược OneClick. OneClick là một cái tối ưu trên app trang Amazon để giảm thiểu tối đa những cái bất tiện trong khả năng mua sắm và thanh toán sản phẩm trên app Amazon. Và thời điểm đó thì hầu như là không có trang nào làm được như vậy. Một cái chiến lược nữa cũng rất là nổi bật trong cái chiến lược sản phẩm này là chiến lược về giá thấp. Thì giá thấp của Amazon thì thu hút các nhà bán lẻ và thu hút tiền giao dịch, thu tiền giao từ những cái phí giao dịch cố định. Còn một cái phần đó là mình tìm ra đó chính là phần chiến lược tài chính. Chiến lược tài chính thì của Amazon thì bằng cách là họ chia luồng doanh thu ra làm hai phần. Luồng thứ nhất thì luồng doanh thu đến từ những cái thứ mà công ty tự bán, và luồng thứ hai là từ doanh thu mà tiền hoa hồng thu được từ những người bán khác đang sử dụng trang Amazon để bán hàng. Thì nó là về chiến lược tài chính. Đến đây mình còn tìm ra một cái chiến lược nữa, đó chính là chiến lược về chăm sóc khách hàng. Chiến lược chăm sóc khách hàng có nghĩa là khi khách hàng gọi đến Amazon thì Jeff Bezos muốn những cái thắc mắc được trả lời nhanh chóng và giải quyết vấn đề một cách triệt để, và sẽ không có bất kỳ một lý do nào bao biện cho cái việc là chăm sóc khách hàng của Amazon. Còn một cái chiến lược về chăm sóc khách hàng khá đặc biệt nữa, đó chính là chiến lược giao hàng miễn phí cho những đơn hàng trên 99 đô la, được áp dụng vào cái thời điểm năm 2002 và trong một vài tháng còn được hạ xuống nữa cơ. Đó là một số những
đó là một số những nội dung mình muốn liệu các bạn trong một trong các sách tiếp theo của sách Jeff Bezos kỷ nguyên và kỷ nguyên Amazon. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần review của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo về một trong các sách tiếp theo của sách này nhé. Xin chào.